Buổi sáng ngày hôm nay đến từ đơn vị xã Duyên Hà qua tác phẩm Hà Nội 36 phố phường. Xin mời phần dự thi của đơn vị xã Duyên Hà. Cả nước, nói đến Hà Nội là nói đến mảnh đất ngàn năm văn hiến. Hà Nội với bạn
phố cổ ngọt ngào, cổ kính của Hà Nội, vừa chút hòa nhập xuyến giao. Hà Nội 36 phố phường, chủ yếu viết về chuyện phố, chuyện phường, đời sống dân sinh, đặc biệt là đi sâu vào những thức quà chỉ riêng nơi đây mới có. Đến với những trang viết xinh xinh kia, Hà Nội xưa hiện ra ở nhiều góc cạnh khác, cùng các đặc trưng riêng, tạo nên sự quyến rũ lạ kỳ, niềm chân bất cứ vị khách nào lại qua. Đó là những mái nhà cổ kính, khoác lên mình lời kiến trúc độc đáo, dáng vẻ quanh co nên rất đỗi mềm mại của những con phố quen thuộc, là nét văn hóa ẩm thực tinh tế giữa không gian êm ả, thanh bình, rộn rã mà trầm lặng. Với những vài thứ nhỏ như những bức hoa đầy hoài niệm, dựng nên đường bóng Hà Nội xưa, ta sẽ bắt gặp nhiều cảnh đời qua những mẫu chữ án hết sức xúc động. Tất cả đều là những câu chuyện về con người Hà Nội, nét mình dưới những khu phố khác nhau, là những khoảnh khắc cuộc đời khác nhau hiện lên đơn sơ một ngoài bút chân thực của tác giả. Với Hà Nội 36 phố phường, tác giả cũng bày tỏ niềm thương cảm đối với những người bán xăm, những thân phận bé nhỏ đang nỗ kiếm sống, mưu sinh trong đêm. Tôi chợt nhận ra rằng đằng sau một Hà Nội phồn hoa vẫn còn là những mảnh đời nhọc nhằn cơ cực đến thế. Khi tất cả chìm trong màn đêm, những tiếng giao như mở ra một thế giới mới của Hà Nội, một thế giới không ồn ào, không vội vã, mà là một Hà Nội tĩnh lặng chờ mong nỗi lo toan. Ai đã xa Hà Nội lâu ngày, buổi chiều như hát vọng về những từng ngõ phố, từng căn nhà, nhiều vườn bách thảo, cổ hoàn kiếm, những thùng hoa sầu nhưng ấn tượng hơn cả trong tác phẩm của Thành Lâm có lẽ là những trang về văn hóa ẩm thực qua cách hàng chữ nhẹ nhàng thủ thỉ các thư quả màu xương hiện lên khiến bất cứ ai cũng phải suy xoa phải gật gù phải thèm thuồng phải say đắm. Hà Nội có món quả ngon và ăn quả có cách riêng buổi sáng là phở gắn với thanh trì xôi lúa hoàng mai chưa ăn một chả từ người ăn một tàu xá bên đâu với bác cô để cầm trong tay hạt cô như viên ngọc trai để kiệt thế cả giữa hai hàng răng để cái ngọt được thắng lở vị giác thế mới là ngon là ngọt là thơm là quý đó là bánh xiềng là cách uống là bánh đậu là bánh thảo kẹo lạc mỗi chút quả đều được tác giả đánh giả nhằm mang tới một hình rất rõ nét hơn về phong vị của người Tràng An. Hơn thế, ông còn đẩy những món ăn này lên một tầm cao hơn khi khẳng định qua bài thi quả tức là người. Đối với Thạch Lan, ăn quả không đơn thuần là để di sản vật trong trời đất mà là cả sự cảm hứng tinh hoa, là thần thái cũng như bộc lộ rõ nét văn hóa trong các thưởng thức. Khi ăn quả cũng là một nghệ thuật. Em yêu Hà Nội của em, yêu những con đường trải dài trên phố cổ, hàng cây u hoài, hoa xưa biết làm thơ. Trong số những người yêu Hà Nội, tôi tin Thạch Long là người yêu Hà Nội hơn cả. Chỉ trong một tập tình thức nhỏ, độc giả đã có thể thấy tâm hồn của một Thạch Lan như đồng điệu với Thăng Long cổ kính, ngàn năm văn hiến, tinh tế thanh lịch đến nhã nhặn, thanh tao. Nhà văn phố miệng độc giả đôi khi chỉ cần vài ba dòng, vài ba câu mà gọi được cả hình ảnh về Hà Nội. Không phải ở những khúc cảnh sôi động, ồn ào, không phải ở những vấn đề xã hội gay gắt, mà là một góc khuôn lặng lẽ, chỉ những người nào yêu Hà Nội là người có thể nhận ra. Chỉ trong một lối hành văn nhẹ nhàng, thanh thoát, Thạch Lan đã bất từ hòa những cái bình thường, làm rung động bao con tim người mến thương Hà Nội. Dòng văn của Thạch Lan không gay gắt, khoa trương, chỉ nhỏ nhẹ như một lời thủ thỉ của nàng thiếu nữ đang tâm tình với người thương. Dù nơi chốn kia có đang trở nên hỗn tạp bởi sự giao thoa văn hóa, thì cơn giận dữ của nàng thiếu nữ ấy vẫn êm ái, mềm mại, có chút oán trách, chê bai. Xong, Thạch Lan vẫn thích khéo khen, nhưng không phải với những lời sáng rỗng xoay quanh tình yêu với thành phố ông đang sống. Nhờ lối tiết kiệm lời nhưng vẫn sắc sảo, Hà Nội đẹp bởi có những món ăn ngon với phong vị lạ lẫm. Những người chủ quán đã cho ra đời vô vàn thực phẩm, khiến người ta sẵn sàng bỏ công, bỏ sức để thưởng thức và ngẫu nhiên con người. Mỗi đường phố, ngõ phố Hà Nội đều có một linh hồn. Vậy, linh hồn của phố phường Hà Nội nằm ở đâu? Nó nằm ở những hàng cây xanh. Mỗi phố đều gắn với một loại cây nào đó. Phố Phan Đình Phùng sinh lộ ba hàng cây, lá vàng rụng mía bước chân người qua mỗi khi thu về. Vòng xoáy xanh um là phố Trần Hưng Đạo, kia mê gắn liền
với tên phố Ngô Quyền, bằng lăng thượng nhuộm. Hồn của phố phường là hương hoa bốn mùa, hương hoa sữa đường Nguyễn Du, hương hoa sầu trên phố Lý Nam Đế, hương hoa lan thấp thoáng trên đường Thanh Niên. Trong những đêm khuya khoắt đi trên phố nhỏ tĩnh mịch, ta có thể cảm thoáng thoảng mùi giác hương tỏa xuống từ những ban công trên hè phố. Ôi Hà Nội, Hà Nội của em còn được gắn liền với những món ăn quen thuộc, bún chả hàng mành, bánh cốm hàng than, ông mai hàng đường. Những quà, những bánh ấy hòa trộn với phố phường, tạo nên nỗi nhớ da diết mỗi khi đi xa. Cuốn sách Hà Nội 36 phố phường với bút pháp gia đa dạng, gợp chất hào hoa, đưa cuốn người đọc vào thế giới văn hóa Hà Nội nhiều chiều sâu, nhiều góc khuất, còn nhiều, rất nhiều những trang sách thú vị đang chờ bạn đọc khám phá. Đó là hình ảnh Hà Nội trong ký ức xưa cũ hướng tới hiện tại. Thủ đô có được như thế này hay không? Những nét đẹp văn hóa, cả một bề dày trưởng tích đất thủ đô dường như dần bị mai một, tàn phai theo tháng năm. Hà Nội năm 2019 đang bước những bước hối hả để phát triển, nhưng phải chăng vì quá nhanh nên tồn tại ở đớn đau vẫn còn những nét đẹp cổ kính trầm mặc, nhưng trong lòng Hà Nội âm thầm ngày đêm nén nỗi đau bởi ô nhiễm và khói bụi độc hại. Bởi sự biến đổi đó, những người có tâm hồn bay bổng và lòng yêu đau đớn dành cho Hà Nội như Thịnh Lan sao nén nổi tiếng thở dài xót xa. Bởi vậy, từng câu văn đầy xúc cảm và lòng yêu của tác giả như muốn gửi gắm đến thế hệ đi sau một lời khuyên sâu sắc. Dù hội nhập, dù hòa vào quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa hiện nay, thì con người Tràng An thanh lịch và thành phố yêu dấu này hãy cùng lắng lại, giữ chọn những nét đẹp văn hóa cốt lõi, những tinh hoa của một thời vàng son. Tác phẩm là lời nhắc nhở chúng ta cùng chung tay bảo vệ gốc rễ dân tộc, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp hơn. Hà Nội 36 phố phường đã thể hiện tấm lòng trân trọng của Thịnh Lan đối với văn hóa và quá khứ của Hà Nội. Ai trong chúng ta cũng nên có trong tay quyển sách này, tập bút ký nổi tiếng chỉ dành riêng cho vẻ đẹp Hà Nội, để tự mình hít hà đầy lòng ngực hương thơm một góc nhỏ xưa cũ, thả hồn vào dòng lịch sử mênh mang của thủ đô yêu dấu và cảm nhận thực sự những nét đẹp đó. Và nhớ mãi rằng Hà Nội xinh xắn lắm, đừng mơ về những nơi xa xôi mà chẳng mơ về Hà Nội. Đó là cuốn sách thật hay và có ý nghĩa. Để mở trang sách này, đăng tả có thể hiểu thêm về một Hà Nội là rất văn hiến, hiểu thêm về con người, về cuộc sống của người dân Hà Thành. Các bạn có thể dễ dàng tìm mua cuốn sách này ở bất cứ hiệu sách nào. Đều có dịp mời các bạn đến thư viện Diên Hà để cùng thưởng thức hương vị Hà Nội qua cuốn sách này nhé. Tự hào là học sinh của thủ đô Hà Nội, chúng em sẽ không ngừng phấn đấu học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhằm giữ gìn và phát huy những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Mời các bạn đón đọc cuốn sách Hà Nội 36 phố